Nét Cờ Canh giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Chú nói làm sao để chú hùng cô hay chú hung đại? Không cũng xinh chứ. Xinh hả? Nắm tay là không có xinh. Không, nắm tay cũng nói trước. Nói sao? Nói rồi nó cho anh nắm tay nhé. Trời ơi, thấy thương không? Nắm tay mà còn xinh chắc hung còn xinh dữ hơn nữa. Hung xinh dữ hơn nữa. Có năn nỉ không chú? Không, không cho mà xinh hoài. Cái nụ hôn đầu tiên là xinh mấy lần mới cho? Chắc cũng cỡ khoảng 2-3 lần nữa. Anh nói sao? Cho anh cưng chiếu. Cưng chiếu. Có một lần á, cũng chở ba mẹ con vô ăn phở. Ông nói chứ thôi cho mấy nhỏ ăn phở đi, đi vô ăn phở đi. Người ta chỉ bưng ra có ba tô, một tô người lớn là cho mình, hai tô nhỏ là hai đứa nhỏ. Thì mình mới thắc mắc, mình nói ủa sao kỳ vậy, sao không ăn? Cái ông quay qua mình ông nói ăn đi, ông ăn rồi. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh xin chào quý vị, chào Ngọc Lan. Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện Tình Trăm Năm. Xin chào anh chị. Rất vui Tình Trăm Năm được chào đón anh chị đến với chương trình. Bây giờ xin mời anh chị giới thiệu về mình ạ. Tôi là tên là Bình. Năm nay là 58 tuổi. 58 tuổi. Còn chị? Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay là 57 tuổi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ anh Tấn Bình 58 tuổi và chị Thanh Thảo 57 tuổi. Tổng số tuổi của hai người cộng lại là 105 tuổi và họ đã kết hôn 33 năm. Bây giờ mình quay ngược thời gian. Ngày xưa anh quen chị là lúc anh bao nhiêu tuổi anh Bình? Năm đó là 20 á. 20? 20. Vậy là chị 19? 9 tuổi. Ủa, biết yêu sớm quá trời. Cô chú lúc đó gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào của chú còn nhớ không ạ? Hồi xưa cô có chơi với một người bạn, bạn thân, bạn gái thân. Thì cái người bạn của cô á là lấy anh ruột của chú. Bữa đó gặp nhau, bạn bè gặp nhau. Ở nhà cô tên là bé Năm. Cái người bạn đó mới nói chứ bé năm mày chịu em chồng tao không? Cái mình chưa có thấy mặt gì hết, nhưng mà mình giỡn cũng còn nít mà, nó chịu. Tuần lễ sau cái bạn của cô á cái mới dẫn chú lên nhà cô trên xóm thuốc á. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Bạn là bà Mai luôn đó. Dẫn đi được chừng 1-2 lần cái tự cô chú hẹn hò với nhau. Ủa? Chú không cần bà Mai nữa. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp nhau á, cô thấy chú như thế nào, cô có ấn tượng gì không? Thấy cũng hiền lành, cũng đẹp trai, cái mình chịu luôn. Còn chú thì sao, lúc đó chú gặp cô, chú có biết là mình đang được làm Mai không? Không, bà chị thì bà cũng mọi thứ nói. Bạn cũng nói lần nói trước thôi là có người bạn vậy, là bữa nay lên chơi. Dạ. Lên thì chú cũng tiếp đón thì bình thường, lúc là hai người lận. Nhưng mà gặp là ưng liền không? Thích liền không? Thì nói chung cũng có ý là cũng dòm thấy cũng kết rồi lên. Kế hoạch tấn công là như thế nào chú? Lên gặp xong rồi chú xuống nhà chơi, chú thấy cũng ông bà già cũng hiền lành đó. Từ từ tới lần tiến tới. Có rủ đi chơi này kia không hay là? Không, lúc đầu á đi nguyên nhóm. Có cái chị kia luôn á. Là nguyên bạn rồi, nguyên nhóm bạn vậy, 7-8 người vậy. Coi phim là uống nước mà nguyên nhóm. Sau này cũng thời gian sau này mới tách biên ra đi. Tách nhóm. Câu chuyện thường thấy của các đôi trẻ. Rồi vô rạp phim mình có tách nhóm không? Đi chung nhóm nhưng mà có tách nhóm không? Không, bình thường, coi như là coi phim cũng bình thường. Có khiều khiều ngón út rồi. Khiều ở đây gì không? Chưa dám. Lúc đó còn nhát lắm. Lên ơi. Bao lâu thì chú mới dám nắm tay cô? Thì chắc cũng khoảng độ vài tháng Ngọc Lan. Vài tháng à? Nắm tay đầu tiên có nhớ cơ hội nào, hoàn cảnh ra sao? Thì chắc trong lập hát đó. Lúc đó Đại Nam với công nhân nữa Đường Linh. Chỗ Trận Đạo đó đúng không? Trận Đạo á. Cô ơi, lúc mà chú nắm tay cô lần đầu tiên á là cô sao, cô hết hồn không cô? Có giật ra không? Không có giật ra. Để luôn? Để luôn, cũng hết hồn.
cũng ngại ngùng, nhưng mà từ từ cái mình có cảm giác thân thiện, mình chịu để cho nắm luôn vậy. Để nắm luôn. Rồi có cái nụ hôn xuất hiện kế cái nắm tay không? Có. Có luôn anh hả? Anh gàng quá vậy? Không, nó nhát là động cơ nè, nó thúc đẩy mình á. Sao động cơ gì? Động cơ một thì hay hai thì mình phải chạy nhanh dữ vậy. Lúc đó là chú nói làm sao để chú hùng cô hay chú hung đại? Không, cũng xin chứ. Xin hả? Nắm tay là không có xin. Không, nắm tay cũng nói trước. Nói sao? Nói rồi nó cho anh nắm tay nhé, cho anh nắm tay nhé. Trời ơi, thấy thương không? Nắm tay mà còn xin chắc hung còn xin dữ hơn nữa. Hung xin dữ hơn nữa. Có năn nỉ không chú? Không, không cho mà xin hoài. Cái nụ hôn đầu tiên là xin mấy lần mới cho? Chắc cũng cỡ khoảng 2-3 lần gì nữa. Anh nói sao? Cho anh cưng chiếu. Cưng chiếu? Rồi chị sao, chị không cho chị? Sao chị không cho? Cũng phải từ từ. Rồi chị nói sao? Thì mới vô nói xin lần đầu mà nó thôi. Xin lần thứ hai cũng nói thôi. Mình xin lần thứ ba thì mình nói mình làm thinh thì là biết chịu rồi. Lần thứ ba làm thinh luôn rồi đó. Là tới luôn. Và lần thứ tư có xin không? Lần thứ tư nó đến là đến là. Rồi bao lâu thì chú mới tỏ tình và cầu hôn cô ạ? Nếu cầu hôn á là phải 5 năm sau nữa là Ngọc Lan. Trời ơi, quen 5 năm luôn á hả? Quen tới 5 năm lận. Từ 86 mà đến 91 mới làm đám cưới. Ủa lý do sao mình tới 5 năm vậy? Nói chung là lúc đó thấy còn chưa chứng chặt, còn mà cũng còn tuổi trẻ ham chơi. Vậy là chưa phải yêu một người mà lúc đó có yêu vài không, người không, không, một người đó. Lúc đó cô có mong được cưới không cô? Tức là vậy, quen nhau được cũng 2 năm rồi thì là ở nhà ba hồi xưa ba có giấy tờ để đi. Mình thương rồi mình cứ theo, mình năn nỉ ba với má nó thôi. Bây giờ tụi con cũng lỡ thương nhau rồi, vậy đó, cũng trình bày vậy cho ba má biết. Rồi cô bỏ luôn, cô không đi. Trong gia đình cũng có một cặp nữa là người anh với người chị dâu thì cũng thương nhau, không chịu đi. Cho nên là mình cũng vậy, nên ba má thấy vậy nên thôi. Tình bỏ luôn hết giấy tờ. Đi Mỹ mà lúc đó điều kiện đi Mỹ là ai cũng muốn luôn. Mà không đi, ở lại vì tình yêu. Dạ. Nhà tình yêu lớn lắm mà nha. Bỏ hết giấy tờ. Bỏ hết luôn. Ba má cưng con, thương con. Rồi ba má có cự gì không? Không. Nghe mình trình bày thấy hợp lý. Kiểu thấy mình ổng cũng hiền lành. Quen 5 năm mà không cưới nhau, rồi không chịu đi Mỹ, rồi rủ ở đây, rồi ổng sau 5 năm ổng quen người khác sao? Chị có tin điều đó không? Có ghen ổng lần nào không? Hay là tin tuyệt đối? Tin tuyệt đối, tức là cũng không có làm gì cho mình ghen hết. À, vậy mới quyết định ở lại đó hả? Đúng rồi. Sau 5 năm đó có gây lộn, có này kia gì không? Cũng có giận hờn, vu vơ chút chút. Tức là những cái lúc như ổng hẹn hò với mình là đi chơi này kia kia nọ. Nhưng mà tới lúc gần đi thì đình lợi không đi thì ra là mê đá banh. Vì lên đứng âm lúc trước mê là chiều banh. Về là đi đá banh. Nó banh lên có lúc mà hẹn cái trễ giờ thôi, lúc đó được. Nắm tay ta được, hung ta được, cái là bỏ bữa hẹn. Chứ dễ gì, chưa hung được chứ chưa nắm tay được dễ gì đi đá banh. Giận không con, lúc đó giận không con? Giận. Chia tay không? Đúng rồi. Chia tay luôn? Có. Thì cũng nói là chia tay. Cũng giận hờn, cũng tránh mặt, cũng lâu không gặp cái người chị dâu đó, chị dâu của chồng á. Chị mới lợi, chị mới nói chuyện cho mình nghe. Chị tác động hai bên, tác động bên này một chút, bên đây một chút. Cái từ từ cái huề lại. Bây giờ cái người chị dâu đó với mình là hai chị em bạn dâu. Thân thiết lắm. Chứ nhờ chị đó, chứ không ta đi Mỹ luôn rồi đó. Rồi cuối cùng có xin lỗi không? Cái làm thấy có lỗi thì mình xin thôi, nó chấp nhận thôi. Còn cái làm mà không lỗi thì không xin. Đợi tự xin lỗi lại. Nói chung là cô chú làm nũng qua lại thôi. Rồi thế là sau 5 năm có một đám cưới cổ tích diễn ra. Dạ. Đám cưới vui không cô chú? To không? Vô cái thời điểm đó như vậy là cũng lớn thôi chứ. Ừ.
đứa thứ hai thì là ở trên đây, ở trên nhà. Sáng rồi phải dậy sớm rồi giặt hết xong rồi đi làm. Lúc đó đâu có máy giặt gì đâu, lúc đó chưa. Đó là phải chưa có máy giặt. Rồi phải giặt xong rồi mình mới đi làm. Rồi chiều về giặt mẹ nữa. Ở nhà có bà chị ruột á, bà cũng xuống nhà chăm em bé, bà thấy sáng là ông dậy sớm ông giặt. Thế bà vô bà nói với mình chứ, năm mình nó ăn sáng bằng hai cái thao đồ rồi đi làm luôn. Anh lúc mà chị la vậy anh có sợ không? Nói chung thì mà mình là mình đứng thinh nhau. Mà có sợ đứng không? Thinh. Không sợ, mình đứng thinh để cho qua chuyện. Trách nhiệm, nhiệm vụ người đàn ông ra đường kiếm tiền, về nhà đứng thinh. Kinh tế khó khăn vậy chứ mà một tay ổng gánh vác cái chuyện học phí đồ cho con. Âm thầm để dành, cái tới cái kỳ đóng tiền cho con. Là đóng cũng nhiều chứ, là có sẵn tiền. Canxi Naked Gan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Sau 5 năm quen nhau thì cái tình hình kinh tế anh chị nó có khá không? Đám cưới xong á thì hoàn cảnh thì nó cũng lúc mà làm bên làm công nhân thì nó cũng eo hẹp chút. Mà nói chung là mình cũng gồng gánh thì nói chung mình cũng trải qua được. Được đúng không? Cũng được. Rồi kinh tế nó khó khăn gì? Làm đám cưới xong rồi mình có sinh con liền không? Đám cưới xong là khoảng 4-5 tháng mới có... Có tin vui. Có tin vui. Đám cưới năm 91 là năm 92 có đứa con đầu lòng. Khi mà cô mang thai người con đầu tiên rồi lúc mà đi sanh đó là chú có đưa cô đi không? Cái lúc đó mình có thai là mình về nhà má mình ở. Dạ. Yeah. Cho nên cái buổi, cái khuya mà đưa đi sanh á là má với lại chị với lại một người anh trai đưa đi. Lúc đó đâu có điện thoại, đâu có gọi gì được đâu Ngọc Lan. Dạ. Yeah. Cho nên là gia đình bên vợ đưa đi sanh xong rồi sáng mai mới là chạy lên cho ảnh hay á là ảnh đã đi làm sớm rồi. Lúc mình ở nhà mình có nôn nao, có thương vợ đi sanh này kia, mình có lo lắng gì? Lo chứ. Mình nhớ là mình đang nằm ở trong bệnh viện là ổng chạy vô, hải chạy vô thấy hai mẹ con vậy cái cũng làm vậy nè, vợ số 1 là nhào vô ôm vợ ôm con. Thương. Rủ vợ đẻ con gái thì số mấy? Cũng là con là cũng ok đó, cũng số 1 luôn. Số 1 luôn biết trai gái không thành đầy nữa. Dạ. Cô chú là có tổng cộng mấy người con ạ? Hai người con, gọi là một trai một gái hả? Một trai một gái. Vậy là hay quá. Trai đầu lòng là nay bao nhiêu tuổi rồi anh? 92 là năm nay 32, gái năm nay 25. Rồi trong hai đứa con sinh ra là đứa thứ hai anh có lo cho chị không hay là đứa hai vẫn gửi về nhà ngoại? Không, đứa thứ hai thì là ở trên đây, ở trên nhà. Là lo tròn vo luôn? Tròn vo luôn. Sáng rồi phải dậy sớm rồi giặt hết xong rồi đi làm. Ồ, dễ thương vậy. Ồ, chú nói mà chú rất là tự hào luôn á. Lúc đó đâu có máy giặt gì đâu, lúc đó chưa. Đó là phải phải giặt xong rồi mình mới bắt buộc đi làm. Rồi chiều về giặt mẹ nữa. Ở nhà có bà chị ruột á, bà cũng xuống nhà, bà cũng phụ, bà chăm em bé. Bà thấy sáng là ông dậy sớm, ông giặt. Thế bà vô bà nói với mình chứ, năm mình nó ăn sáng bằng hai cái thao đồ rồi đi làm rồi. Thấy thường hết sức hả? Dạ, giặt sạch sẽ phơi là không tự nguyện á, không ai nói gì chân á. Dạ tự nguyện á. Mình nhớ có một lần á, cũng chở ba mẹ con vô ăn phở. Cũng nói chứ thôi cho mấy nhỏ ăn phở đi, đi vô ăn phở đi. Mà sao đi vô ăn phở thì tới chừng người ta bưng ra thì người ta chỉ bưng ra có ba tô. Một tô người lớn là cho mình, hai tô nhỏ là hai đứa nhỏ. Thì mình mới thắc mắc, mình nói ủa sao kỳ vậy, sao không ăn? Cái ông quay qua mình, ông nói ăn đi, ông ăn rồi. Con trai lớn nó cũng lớn rồi, nó theo nó hỏi ba, sao ba không ăn đi, sao ba không kêu? Ba nó nói ba ăn rồi, con ăn đi. Thì mấy đứa nhỏ nó đâu có biết, mà kêu hoài ông không ăn thì ba mẹ con cũng phải ăn rồi đi về. Thì cái thằng con trai lớn nó về nó thắc mắc, nó mới nói với bà ngoại, nó nói ngoại sao ba con kỳ quá ngoại. Đi vô cái chỗ ăn phở mà ba con kêu có ba tô cho mẹ với lại con với em thôi à. Cái bà ngoại nó mới dạy nó, bà ngoại nó nói ba nhịn cho mẹ con ăn á.
Cho nên bây giờ lần sau mà ba mà có chở vô cái tiệm phở mà ba không ăn thì ba mẹ con không ăn, đi về. Làm như vậy đi thì ba con mới ăn. Cái là lần sau nữa, lâu mới đi ăn phở. Lần sau nữa vô thì ổng cũng kêu vậy nữa. Mà thằng nhỏ nó phát hiện ra là nó nói bây giờ ba không ăn thì con với em với mẹ cũng không ăn. Chứ nó đứng vậy. Sao anh tiết kiệm tiền hay là không đủ tiền? Không phải là mình, nói chung là trước đó là mình cũng có ăn rồi, ăn kiểu ăn dặm chiều ở nhà đó mình cũng dặm rồi, mình thấy cũng còn không có đến đói nên mình cũng có cái hạt tiện ở trong. Nhưng mà trong cái ăn dặm đó của chú là chú có tính toán trước chưa? Không, cái đó tình cờ đó, thôi đó. Chứ thật ra hồi xưa đó, lúc mà Linh có gia đình đó, Linh cũng nhiều lần nhanh đó, tức là chuẩn bị hai vợ chồng mà đi ăn gì á, cái mình xuống đói bụng quá quốc tô cơm, và thật ra mình cố tình để tới ăn á. Đúng rồi, ăn hai tô phở tô 50, nhiều khi nó tiếc là thôi quốc tô cơm đỡ tốn 50, tức là cố tình trong cái chuyện đó chứ không phải có là có cái sự hạ tiện. Đúng, hạ tiện á, có cái sự hạ tiện, chú rất là khó khăn phải hạ tiện thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chú ăn quán phở con ăn tô rất rẻ nhất chỉ có 45.000 thôi, vừa cho ăn ngon mà chứ không tới 50 đâu. Mặc dù là kinh tế khó khăn vậy chứ mà một tay ổng gánh vác cái chuyện học phí đồ cho con, cứ âm thầm để dành cái tới cái kỳ đóng tiền cho con là đóng cũng nhiều chứ, là có sẵn tiền thì không phải lo gì hết. Đúng rồi, mình không có lo nặng trong cái vấn đề tiền bạc. Một mình ổng cực khổ, ổng gánh gồng hết. Anh rất là hiền lành, chăm lo vợ con, tự nguyện làm tất cả cho vợ con. Nhưng có gì là nóng lên anh la chị không? Cũng có nhiều lúc mà bực mình cũng có la. Có luôn á hả? Sao bực chú? Nói vậy là không làm đúng theo ý mình thì mình cũng la lên. Là lớn không? Thì cũng quát lên thôi chứ cũng không ăn là lớn tiếng. Tại vì mình thấy ổng mệt, ổng bực chọc thì mình nhịn thôi. Chứ cũng không đến nỗi gì mà phải gây gổ dữ dằn. Vậy là chưa có lớn tiếng rồi đó. Lớn tiếng là phải sợ. Vậy thì chị có bao giờ chị quát lớn tiếng với anh không? Nhiều khi cũng bực bội, mình cái tánh mình nóng, ổng cũng nhịn. Thấy ổng làm thinh, ổng nhịn mình, cái mình mới thấy mình kỳ cục quá thì mình mới im. À, anh lúc mà chị la vậy anh có sợ không? Nói chung thì mà mình là mình nín thinh thôi. Mà có sợ nín không? Nín thinh. Không sợ mà nín thinh để cho qua chuyện. Tại biết vợ tánh nóng hơn. Vợ tánh nóng hơn chồng luôn. Dạ. Nhiều khi không có kềm chế bằng chồng chứ ổng hiền lành hơn. Thì mấy ông ơi, cứ vợ la đính thinh đi. Đính thinh nó qua luôn. Nó qua. Vợ mình đính thinh chứ, đính thinh vợ ai đâu sợ. Con rất là thích tính cách của chú luôn, đó là vừa là chủ kinh tế nè, trụ cột kinh tế trong gia đình nè, nhưng mà về nhà là vẫn phụ vợ chăm sóc việc nhà cửa. Nín thinh trước vợ. Vẫn nín thinh khi mỗi khi mà vợ nổi nóng. Đó, trời ơi, bây giờ tìm đâu ra. Đúng rồi, chứ không phải đàn ông ta làm có tiền ta về dễ gì nín thinh. Nhiều người còn lại mang suy nghĩ rằng là tôi đã đi ra ngoài tôi kiếm tiền rồi, ở nhà chăm con thôi mà cũng chăm không xong. May nữa nè, đi kiếm tiền về vợ la nín thinh đó. Rồi còn giặt giũ, giặt tả, nấu cơm, nấu cơm, nước. Cũng có đó. Cũng có khi nấu. Cái ngày chủ nhật trong tuần á là anh hay tự đi sáng đi tập thể dục về cái tự đi chợ luôn, kêu mấy đứa nhỏ về nhà ăn cơm trưa vậy đó. Rồi thật ra anh là một người phải nói là gánh vác chuyện gia đình. Dạ đúng rồi. Vừa gánh vác mà vừa tình cảm mà vừa đính thinh nữa chứ không phải là. Còn ưng nhất là cái vụ nín thinh đó. Nín thinh đó. Thích quá phụ trời. Phụ nữ khoái lắm. Nói chung là mình đã đi làm ra ngoài rồi, mình về nhà mình muốn lúc nào cũng êm đềm trong gia đình cho nó khỏe để tiếp tục ngày mai mình đó làm nữa. Đã mình mệt ở ngoài rồi, về nhà kiếm chuyện chi cho nó mệt hơn nữa đúng không? Đúng rồi, đi kiếm nhà tiền chứ đừng kiếm chuyện. Đúng rồi, ra ngoài kiếm tiền, về nhà nín thinh. Cô chú yêu nhau 5 năm và kết hôn với nhau nay là cũng 30 mấy năm rồi. Suốt một cái chặng đường mà trên dưới 40 năm như vậy thì ngày hôm nay cô đã đúc kết lại bằng một cái lá thư cô gửi cho chú. Bây giờ con xin phép con đọc cho chú nghe. Gửi chồng. Có lẽ đây là lá thư đầu tiên sau hơn 30 năm chúng ta về chung một nhà. Chồng ơi, hơn 30 năm qua, chúng ta đã cùng nhau đi qua những tháng ngày vui buồn, cực khổ. Bỗng dưng hôm nay, trong lòng vợ, tự nhiên xuất hiện một cảm giác rất thật. Vợ muốn nói hai chữ, cảm ơn.
cảm ơn chồng vì tất cả những gì chồng đã làm cho gia đình nhỏ của tụi mình. Tất cả sự hy sinh thầm lặng đó, vợ đều biết cả. Tất cả những lo toan cơm áo gạo tiền, chồng đều gánh vác. Bản thân chưa bao giờ tự thưởng cho mình một cái gì. Tất cả chồng đều dồn hết cho vợ và hai đứa con của tụi mình, từ lúc tụi nó còn nhỏ bé xíu cho đến tận hôm nay. Chúng nó đều đã thành thân rồi. Tất cả những lời nói này của vợ ngày hôm nay đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ngay bây giờ, nếu có được một điều ước, thì vợ vẫn muốn ước hai vợ chồng mình sẽ mãi mãi được nắm tay nhau và đi đến tận cuối con đường dài này, chồng nhé. Vợ yêu của chồng. Trời ơi, cảm xúc sao anh? Anh sắp khóc rồi đó. Đâu có, cảm động, cảm động. Cảm động. Cô đã khóc rồi ạ. Mặc dù đây là thư cô viết nhưng mà khi được nghe lại thì cô cũng vẫn rất là xúc động. Chú có muốn nói gì với cô không? Anh cũng cảm ơn em đã lo cho gia đình, hai đứa con, đã giữ gìn sức khỏe để chúng ta nắm tay nhau đi hết con đường. Hai vợ chồng mình á, làm như có chung một cái sở thích. Thí dụ như là thích chăm sóc nhà cửa, thích cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đồ như cho sạch sẽ, trồng cây, trồng hoa đồ đó. Rồi hai vợ chồng những lúc mà ở nhà với nhau là thích nghe nhạc, nghe những cái bản nhạc xưa đó. Suốt ngày là vậy á. Cho nên mình thấy đối với mình bao nhiêu đó nó đủ đầy. Hay quá. Em hôm nay đến chương trình này, anh cũng có đôi lời gửi gắm đến em, là chúc cho em nhiều sức khỏe, chăm sóc con cái tốt hơn. Có những lúc giận dỗi sẽ qua, và em chúc cho em thay đổi những cái mà không hợp. Anh lúc nào cũng yêu quý em và con cái. Trái tim. Wow. Cũng lãng mạn quá hả? Thường ngày có lãng mạn gì không chị? Thường ngày có thả tim này kia gì không? Có không chị? Chắc không có rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi đi. Nay thả tim rồi ha. Rồi bây giờ nè, hôm nay anh cũng muốn nói là yêu thương gì với chị không? Sau ba mươi mấy năm chung sống nào? Hôm nay nhờ cái chương trình này, nói chung anh cũng gửi lời chúc em có sức khỏe để lo cho con cái. Và nhờ cái chương trình này, bữa hôm nay anh có món quà gửi tặng cho em để lo, để làm kỷ niệm cho đôi ta. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ, quá dữ. Bất ngờ. Ghê. Lần đầu tiên á. Vậy đó hả? Này dạ. Là định là 35 năm. À. Này 33 năm trở cải có chương trình này mình cứ tặng luôn. Nhớ là buổi vô đạp sinh hùng cái coi. Chắc cưng miếng. Giờ là cưng luôn phải không? Cưng luôn. Sinh hùng à? Giờ cưng luôn. Giờ đó. Lâu lâu mình giả bộ mình sinh lại cái cho nó nhớ lại ngày xưa. Tối nào mình cũng sinh cưng cái. Giờ coi như mình khỏi sinh nữa. Không cho, ép cho. Cảm ơn chị rất là cô nhiều. Cô gửi chú ạ. Một câu chuyện tình rất là dễ thương. Và chúc cho anh chị sẽ có 33 năm nữa. Dạ. Để yêu thương nhau. 33 năm nữa để chăm sóc lẫn nhau. Chúc mãi mãi hạnh phúc như vậy anh chị nha. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.